Thiện mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện làm một cái video quay lại cảnh bà con ở trên Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai về quê. Thì kế bên Thiện đây là chị Tiết, chủ tịch xã Thị Liễu. Thì đây là một trong những xã mà Thiện thường xuyên đến đây để làm thiện nguyện. Ngày hôm nay bà con ở trên chảnh về quê rồi thì người hoàn cảnh hết sức là khổ, khó khăn mà nhiều người không còn tiền nữa. Thì ngày hôm nay đến đây cùng với chị Tiết thăm hỏi bà con và trước tiên thì hỗ trợ cho bà con một phần quà nho nhỏ. Rồi sau đó thì qua video này thì cũng kêu gọi các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ cho bà con nhân dân ở trong địa bàn tỉnh Kiên Giang nói chung và ở đây xã Thị Liễu nói riêng. Dạ, chào chị, hôm nay em đến đây quay phim đó thì chị cho biết tình hình bà con anh chảnh về khó khăn như thế nào và cái lượng người về là nhiều không chị? Kính chào cô chú anh chị các cái mạnh thường quân. Thì hôm nay là thăm qua Thiện xuống trợ giúp bà con.
thì báo với em luôn là các cái tỉnh về, dân về là trên thành phố hiện giờ là mất việc làm qua hơn 4 tháng rồi. Thì kéo dài thì bà con mặc dù là về vi phạm đó, mình chưa có cho phép là ở vùng dịch về quê hương. Nhưng mà do nắm lại bà con là tình hình cũng dạng như không còn việc làm, thì đói khổ không có trụ lại ở, không phải là xứ mình nữa. Thất nghiệp mấy tháng trời là không còn khả năng để trụ lại nữa. Thì từ chỗ đó mà ngay cái chốt mà giáp ranh của tỉnh. Thì hiện nay là hồi tối tới giờ là huyện thống kê lại là về trên 800 người. Trong đó là người ở Thủy Liễu là 124 người. Hiện nay là xã đang túc trực để đón. Bà con về thì xã nào đón về xã đó. Thì đối trên địa bàn xã Thủy Liễu thì về nắm lại là hầu như là đến thời điểm này bà con về đến nơi là không còn tiền. Từ chỗ đó mà được bà con ở tại địa phương, người thì có nước thì cho nước, người thì có bánh mì cho bánh mì, bánh bao. Kể cả địa phương thì cũng vận động chị em lên để mà túc trực nấu để cho bà con ăn tá túc để mà làm cái thủ tục. Để hướng dẫn bà con về cách ly tại nhà cho nó ổn định. Thì về việc cách ly thì hiện nay địa phương gặp khó là một số hộ gia đình về không có đủ điều kiện theo quy định cách ly. Từ chỗ đó mà địa phương phải vận động là dồn dân. Giống như nhà nào an toàn thì cho dân qua ở an toàn, còn nhà nào để cách ly thì cách ly. Với quyết tâm là để làm sao cho bà con an toàn tại địa phương. Thì cái khó hiện nay đó là về cái thời gian cách ly là 14 ngày. Thì địa phương không thể nào mà dồn sức nuôi hết được, lực lượng là có thể là đông về. Thì địa phương là hiện nay đi làm ăn xa là trên 3.000 người. Thì nắm được tình hình là ai cũng muốn nhóm về quê hết. Thì thời gian kéo dài nữa. Thì thông qua kênh này cũng nhờ em Thiện cũng như là vận động các cái mạnh thường quân cố gắng là giúp tiếp bà con để mà làm sao cho ổn định cuộc sống trong cái thời gian cách ly vượt qua 14 ngày ảnh hưởng của dịch Covid này. Thì hôm nay qua cái chương trình Thiện quay phim ngày hôm nay thì cũng thăm hỏi bà con nơi đây đã tập trung về đây để làm thủ tục để cách ly tại nhà. Và qua đó thì cũng đến từng nhà để thăm luôn những cái hoàn cảnh mà khó khăn đó. Thì qua đây Thiện cũng kêu gọi một cái quỹ thiện nguyện để chung tay giúp đỡ cho bà con. Thì trước tiên thì giúp đỡ cho bà con có cái số tiền để ổn định cuộc sống là mua gạo, nhu yếu phẩm cần thiết đó. Thì hiện tại giờ mình cứu cái đói trước. Do giờ bà con tự nhiên chảnh về cũng hết tiền rồi. Thì qua bên kênh này thì Thiện cũng thiết tha kêu gọi các nhà hảo tâm trong ngoài nước có xem được video ngày hôm nay thì xin giúp đỡ cho bà con trong tỉnh Kiên Giang có được những cái phần quà ý nghĩa giúp đỡ trong cái lúc ngặt nghèo này. Thì qua đây thì Thiện cũng xin được trích phần tiền của cô bé Phan gửi cho Thiện. Thì Thiện sẽ phát tặng ở trong đây thì mỗi người về là 100.000 đồng. Để cho bà con mua những cái thức ăn mà cần thiết nhất trong cái lúc này. Tại vì bây giờ có khi mình tặng cái gì cũng không biết bà con cần gì nữa. Nhưng mà cái gì cũng thiếu hết. Nhưng mà cho chia sẻ thì mỗi người 100.000 để bà con mua những cái thực phẩm ăn tạm đỡ trong cái lúc khó khăn này. Còn lại thì sẽ tiếp tục kêu gọi để giúp đỡ thêm nữa. Thiện cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi video của Thiện ngày hôm nay. Thì em sẽ dành tặng những phần quà ý nghĩa của các nhà hảo tâm ở bên Mỹ gửi về đây để hỗ trợ cho bà con. Thì chia sẻ rất là nhiều nơi cho nên mình không thể phát cái số lượng tiền lớn được. Cho nên thì mỗi người vậy là dành tặng 100.000 để cho bà con mua thực phẩm nha chị. Hiện tại giờ thì bà con hôm nay Thiện thì kênh Cuộc Sống Quê Miền Tây đó tới đây thăm hỏi bà con cũng thấy tình cảnh hết sức là đáng thương thì qua đây cũng hỗ trợ bà con phần khó khăn ha. Thì mỗi người vậy là Thiện dành tặng 100.000 thì tại vì rất là nhiều địa phương đang khó khăn thì chia sẻ mỗi người chút ha. Thì giờ mình có anh nào đại diện để phát quà giùm em? Thì do cái điều kiện để đảm bảo cái an toàn trong cái lúc tiếp xúc với bà con trên cả địa bàn quân để tập trận xã Thiên Liễu để đợi trong 2 ngày rưỡi ha để đỡ sang cho các người.
Gửi tặng em 100 ngàn ha. Thì lúc khó khăn này mình chia sẻ nha. Cố gắng ở nhà cách ly. Dạ. Cháu hoài hồi ha về mắm thì được ngọt á, có số công ty á mượn tí mua dùm ha. Gá cách ly 2 tuần cho nó hoàn thành đi rồi với chỗ Dũng ha, Dũng nha. Mình kêu gia đình rồi trước mình nói ăn trước nha. Mày có số cho tôi. Lấy số rồi. Này chủ yếu mua nước mắm bột ngọt gì đó hai chị ha, nước tương gì đó. Dạ. Rồi chúc bà con nhiều sức khỏe nha. Hy vọng là thời gian tới thì em có điều kiện để giúp đỡ bà con nhiều hơn nữa. Hoàn cảnh Thiện đến thăm ngày hôm nay để chia sẻ hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt. Thì cả gia đình thì đi làm ở trên Sài Gòn hết luôn. Thì đây là hoàn cảnh của anh Bảnh, danh Bảnh. Dạ em chào anh. Do cái điều kiện giữ khoảng cách đó, cho nên em đứng từ xa nói chuyện ha. Thì anh cho biết về cái cuộc sống gia đình cũng như là lúc mà đi làm trở làm sao đó anh, rồi vợ anh mất trong cái tình cảnh như thế nào đó, thì anh có thể là chia sẻ với bà con được biết không? Anh tên danh Cảnh hả? Danh Bảnh. Danh Bảnh, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 44. Dạ, rồi lúc mình đi làm là mấy người? Đi làm 3 người. Ba người mới hai đứa này lên sau. Rồi tất cả là con trong gia đình đó ha. Dạ. Rồi được biết là vợ anh là cũng mất rồi hả? Phải không? Mất. Là mất bao lâu rồi anh? Vợ nó mất ngày 24 tháng 9. Dạ. Là chị bị sao mất? Chị bị sốt rồi đi cách ly. Dạ. Cách ly tập trung đó hả? Cách ly tập trung. Dạ. Rồi vậy là bị nhiễm Covid mất. Rồi bây giờ từ hồi ngày anh Chảnh làm tới giờ là thất nghiệp mấy tháng rồi, bây giờ mới được về quê? 3 tháng. 3 tháng ha. Có nghĩa là công ty không có còn đi làm được nữa hả? Không còn nữa. Dạ. Rồi giờ về đây bốn cha con. Phải không? Cha con. Dạ. Rồi anh về từ lúc nào? Về 6 giờ rưỡi điện qua. Dạ. Rồi sáng nay mới được về nhà. Được về nhà. Dạ. Rồi từ anh Chảnh về đây bằng đi bằng phương tiện gì? Đi bằng xe con. Xe Honda đó hả? Dạ. Rồi chị vợ của anh mất đó, rồi mình có đưa hài cốt rồi về được không? Được. Được hả? Cũng mà vừa mất đi là 10 ngày con này điện lên đằng bộ y tế thì nó báo lại là có cốt đó rồi. Dạ. Yeah. Mới ngày chị đi lên.
lấy đem về trọ. Về bây giờ là tình cảnh là về đây cách ly tại nhà ha. Rồi anh dự định trong tương lai là sau này mình làm công việc gì ở quê lại, hay là hết dịch bệnh rồi lên chảnh làm lại? Chắc cũng định coi nó làm sao. Dạ. Cái trường hợp này con còn nhỏ hay sao mà làm này sống nữa. Dạ. Rồi bây giờ em trai tên gì? Em tên Thầm. À, còn đi học không? Em nghỉ lâu rồi. À, vậy hả? Lớp 9 thì nghỉ rồi. À, giờ lên chảnh làm luôn với ba mẹ hả? Dạ. À, rồi em kế đây tên gì? Tên Xuyến. À, rồi còn học không em? Dạ, cũng nghỉ lâu. Dạ, lên chảnh làm chung với gia đình luôn. Dạ, cũng mới lên được có 1 năm. À, rồi em Út, em tên gì? Xuyên. Xuyên hả? Cũng nghỉ học luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ Dĩ đi làm mà làm chung công ty không? Hồi đó làm trong ty mới vừa dịch nên nghỉ. Yeah. Nghỉ ở trọ. Yeah. Thì hôm nay em đến đây xã Thị Liễu đó để quay phim giúp đỡ cho bà con ở trong xã, thì cũng được biết là hoàn cảnh của anh đặc biệt hơn những gia đình khác, là thì anh cũng vừa mất đi người thân, đó là người vợ của anh, thì hôm nay em đến đây cũng thăm hỏi gia đình anh ha. Với thay mặt cô Phan Mai ở bên Úc, cô có gửi cho Thiện 300 đô la Úc thì em chích ra 1 triệu để đợi gửi tới gia đình ha. Thì giúp đỡ cho gia đình phần trang trải cuộc sống hàng ngày, rồi sau đó thì nếu mà có điều kiện thì sẽ quay lại giúp đỡ thêm ha. Dạ. Đâu có cái nỗi đau nào bằng mất đi người thân đâu đúng không? Mình đi đầy đủ nhưng mà tới về là về thiếu người. Có gia đình là không còn ai để về quê luôn. Mất hết luôn. Vợ anh mất là bao nhiêu tuổi? 46. Vậy hả? Rồi anh bao nhiêu tuổi? 44. Vậy hả? Rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe ha. Rồi cũng chúc gia đình thật nhiều may mắn. Rồi sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường nha. Ở đây thì do cái khoảng cách đó thì để 1 triệu đây rồi nhờ gia đình ra nhận giùm. À, có gì anh ra đây nhận giùm em 1 triệu ha. Này của cô Phan Mai gửi nha. Dạ. Dạ. Rồi. Thì tôi cảm ơn. Dạ. Nhà trong thì hết. Cảm ơn. Dạ. Thì không biết nói gì hơn giờ dạ, thì trong hoàn cảnh thì rất là buồn. Dạ. Rồi anh nhận tiền đi, rồi giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Con đừng bớt con em cảm ơn anh trợ. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi. Ô chú. À. Tiếng giờ À, trong cái đợt này về thêm 31 người nữa thì em gửi thêm cái phần của cô bé Phan 3 triệu mốt ha. Anh gửi cho mỗi người 100 ngàn giùm em ha. Cô bé Phan nha. Dạ. Thì báo với bà con thì đến cùng đón bà con về hôm nay thì có anh Lý Thiện kênh YouTube là Cuộc Sống Miền Tây đến ủng hộ một số phần quà trị giá 100 ngàn đồng để coi như là ủng hộ bà con gặp khó khăn đi về từ thành phố ha. Cảm ơn anh Thiện đại diện mình Dương. Bà con nào có yêu mến Thiện lên like, subscribe kênh thì cũng Thiện. À, hôm nay em kênh Cuộc Sống Quê Miền Tây đó cũng có thay mặt cô bé Phan ở bên Mỹ gửi tặng cho bà con 100.000 đồng người ha, để mua những thực phẩm cần thiết ha. Thì do cái số lượng
người dân mình về lớn quá cho nên chia sẻ với mỗi người chút tấm lòng. Thì chúc bà con nhiều sức khỏe ha. Rồi bà con cho nhà tài trợ mình nhận hết tay ha. Dạ. Tại vì đàn xã mình là xã khó khăn mà lỡ cái dịch bệnh mà xảy ra rồi là cuộc sống bà con mình khổ lắm, không có tự lực để lo được đâu. Bây giờ mong các em, các anh, các chị là cố gắng chấp hành tốt cách ly tại nhà 14 ngày ha. Qua 14 ngày thì đội lấy mẫu sẽ xuống, mỗi người lấy mẫu ra 3 lần. Rồi sau đó nếu như an toàn mà chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Bây giờ trước hết là mình làm sao mình ổn định cuộc sống để mà còn trong quá trình mà sinh hoạt gia đình có gì khó khăn quá thì xã cũng có đội tình nguyện để mà tham gia cùng với bà con mua đồ đem đến tới nhà cho bà con. Rồi còn ví dụ như mà thiếu gạo, thiếu gì ăn mà nhu yếu phẩm đó khó khăn quá thì cứ liên lạc với xã thì chúng tôi sẽ cùng với bà con để làm sao cố gắng vượt qua cái khó khăn của dịch này ha. Nói chung là bây giờ mình cố gắng chấp hành tốt cách ly là coi như mình góp phần cái thực hiện tốt cái phòng chống dịch trên địa bàn xã mình rồi. Thì trước hết là người thân mình là đừng cho ai đến nhà thăm hết, mà cũng đừng thăm hỏi ai hết, mình cứ về mình ở yên tại chỗ nơi mình cách ly qua 14 ngày đi, mình hỏi bà con ăn mặc thì nó hỏi thăm sao ha, cố gắng ha. Rồi mấy anh, mấy em cái việc về về anh về đó không khỏe không? Dạ được. Sáng hôm sáng ăn cơm với hai đứa ăn rồi đó. Đâu còn ai nữa? Có hai thằng đó. Hai anh em hả? Rồi mấy anh em làm việc ở đâu? Dạ Bình Dương. Bình Dương hả? Giờ về cách ly ở đây bao lâu rồi? Mấy hôm qua. Hai hôm hả? Mấy hôm qua. Hôm qua hả? Tối rồi, không giờ đúng không? Rồi nhà có hai anh ở đâu? Ở Hòa Thành. Hòa Thành hả? Thì hôm nay đến đây thăm tặng quà cho bà con đó, thì gửi tới hai anh mỗi người 100.000 ha. Này phần của cô bé Phan gửi tặng cho bà con ở trên Bình Dương, Sài Gòn về đó. Rồi giờ để cho cái bàn này hai anh ra lấy giùm ha. Rồi hai người bước ra lấy đi. Bước ra lấy tiền đi cưng. Rồi. Cảm ơn cái đi cưng, cảm ơn. Rồi. À, chị là người dân làm việc ở tỉnh nào chị? Ở Bình Dương. Vậy hả? Về đây bao lâu rồi? Mới về sáng thôi. Vậy hả? Thì hôm nay em đến đây xã Thị Liễu tặng quà cho bà con đó, thì cũng gửi cho chị một phần quà trị giá 100.000 nha. Này của cô bé Phan ở bên Mỹ gửi tặng cho chị. Đây em để đây rồi chị ra chị nhận giùm em nha. Cảm ơn nha. Dạ dạ. Rồi rồi chị nhận nha chị. Rồi rồi rồi. Sáng mẹ nó cũng bệnh giờ nghèo không ăn chứ anh. Anh về đây đâu.